Ngày 13 tháng 11, nguồn tin của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 3 đã bắt tạm giam Đỗ Minh Thư, 33 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Dương Đông miền Trung có trụ sở tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận về tội tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có. Việc khởi tố, bắt tạm giam đã được Diện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn sau quá trình 3 triệu tập thư ra Hà Nội lấy lời khai đứng đầu 132 công ty nhập xăng dầu lậu. Bị can thư cùng một số người khác được xác định có liên quan đến việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu trong dự án buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng của công ty xăng dầu Dương Đông Hòa Phú hồi năm 2016. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định thời điểm xảy ra dự án trên, thư là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Dương Đông Bình Thuận, là một trong 32 công ty có nhập xăng dầu được xác định là xăng dầu buôn lậu từ công ty Dương Đông Hòa Phú. Thời điểm đó, luyện xuân tràn kẻ cầm đầu dự án buôn lậu xăng dầu bỏ trốn nên công an tách dự án tiêu thụ xăng dầu lậu thành dự án riêng, chỉ truy tố các bị can tội buôn lậu xăng dầu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Theo hồ sơ, từ ngày 29 tháng 1 năm 2016, đoàn kiểm tra liên ngành do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì kiểm tra tàu Ritina công ty tăng cử, Singapore do ông Truman Bajente Aleria quốc tịch Philippines làm thuyền trưởng lúc này tàu đang bơm xăng ác 12 từ tàu lên bồn chứa của công ty Dương Đông Hoài Phú. Đoàn kiểm tra phát hiện công ty này chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng nhưng trên thực tế tàu Ritina đang chở đến 9.300 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng được bơm ra khỏi tàu. Từ đây cơ quan điều tra xác định công ty Dương Đông Hoài Phú đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng ác 12, tương đương 155 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã phát hiện từ tháng 10 năm 2015 đến ngày 18 tháng 1 năm 2016, công ty Trinh đã buôn lậu tróc lọt 11 chuyến với khoảng 100.000 tấn, tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, nhiều cán bộ thuộc chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận đã nhận hối lộ, bảo kê, tiếp tay cho đường dây buôn lậu về luyện xuân tràng, người này không có bất cứ chức vụ nào tại công ty Dương Đông Hoài Phú nhưng được cho là trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu của Dương Đông Hoài Phú. Theo nguồn tin của chúng tôi, luyện Xuân Tràng năm nay 46 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào Hưng Yên, nhưng thường xuyên xuất hiện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 1 năm 2016, khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị bắt quả tang, Tràng đã bỏ trốn và đang bị truy nã bị can Đỗ Minh Thư, cha con Thư từng bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhắc tên. Đỗ Minh Thư là con trai của ông Đỗ Minh Kính, hiện là giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận. Năm 2016, lúc ông Kính còn là phó giám đốc Sở Công thương đã bố trí Thư làm giám đốc Công ty Xăng dầu Dương Đông chi nhánh Bình Thuận. Về việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận kết luận ông Chính phụ trách lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và con trai làm giám đốc một công ty xăng dầu là thiếu thận trọng. Giám đốc sở công thương làm việc với ông Chính để xác định nếu con trai ông tiếp tục làm giám đốc công ty xăng dầu thì phải cho ông Chính thôi phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện xăng dầu, văn bản thời điểm trên của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh. Tuy nhiên, sau đó ông Kính được thăng chức giám đốc sở công thương và thư tiếp tục giữ chức giám đốc công ty xăng dầu ở Bình Thuận. Sau đó thư được thăng chức điều hành xăng dầu ở miền Trung cho công ty Dương Đông. Đã có 46 năm tù được tuyên. Liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu 2 điện tỷ đồng này, tháng 12 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù giam. Riêng bị cáo Aleria Romain quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu Ritina, tòa cho biết có đủ căn cứ để xác định tội buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới nhưng miễn trách nhiệm hình sự và phạt hành chính với số tiền 500 triệu đồng, đồng thời trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.